Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm việc cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lược thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tình báo Nigeria tiết lộ 39 linh mục Công giáo mất mạng, 30 bị bắt cóc vào năm 2022. Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Đức Tổng Giám mục Epiphany của Kyiv tới Roma. Hội đồng Hồi giáo Nam Sudan hoan nghênh chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Tình báo Nigeria tiết lộ 39 linh mục Công giáo mất mạng, 30 bị bắt cóc vào năm 2022. Không ít hơn 39 linh mục Công giáo đã bị giết bởi các tay súng vào năm 2022, trong khi 30 người khác bị bắt cóc. Một báo cáo của cơ quan tình báo Nigeria SB Morgan Intelligence, gọi tắt là SBM, cho biết như trên vào hôm thứ Tư 25 tháng Giêng, cũng cho biết 145 cuộc tấn công vào các linh mục Công giáo đã được ghi nhận trong năm qua. Theo báo cáo, Bắc Trung Bộ chịu thiệt hại nặng nề nhất với 12 người chết, trong khi Tây Bắc ghi nhận 9 người chết. Ở các tỉnh Đông Nam và Nam, mỗi nơi ghi nhận 5 người chết, trong khi Đông Bắc và Tây Bắc mỗi nơi có 4 người chết. Báo cáo cho biết về các cuộc tấn công, 28 vụ do những kẻ bắt cóc thực hiện, 3 vụ do những kẻ chăn gia súc thực hiện, 2 vụ do người bản địa Biafra, 2 vụ do Boko Haram thực hiện và 1 vụ do bọn cướp và bạo lực đám đông thực hiện. Chẳng hạn, vào tháng 6 năm 2022, cha Christopher Onotu, một linh mục Công giáo, bị các tay súng bắt cóc ở Bogende, Okehi, LGA của bang Gochi. Các tay súng được cho là đã đột nhập vào nhà xứ của vị linh mục vào một đêm thứ Bảy trước khi bắt cóc vị linh mục. Anh chị em giáo dân chỉ biết ngài bị bắt cóc vào sáng Chủ nhật khi họ đi tham dự thánh lễ buổi sáng. Vào tháng 11 năm 2022, một linh mục Công giáo được xác định là cha Kunat cũng bị bắt cóc ở thành phố Kaduna sau một cuộc đột nhập vào nơi ở của ngài. Một tháng sau, các tay súng đã bắt cóc cha Mark Ochotu, một linh mục Công giáo của giáo phận Otupo ở bang Benue. Hiệp hội Kitô giáo Nigeria, gọi tắt là CIN, trong phản ứng của mình trước vụ bắt cóc và giết hại các linh mục, bày tỏ lo ngại về hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các giáo sĩ Kitô giáo ở nước này. Hiệp hội mô tả đất nước này như một cánh đồng chết chóc và kêu gọi các thành viên tự vệ trước các cuộc tấn công trong tương lai. Việc giết hại liên tục cũng như bắt cóc các giáo sĩ Kitô giáo ở Nigeria là điều đáng báo động. Điều này phải được dừng lại bằng mọi giá. Nigeria đang trở thành một chiến trường chết chóc, nơi các giáo sĩ Kitô giáo và các thành viên của họ bị giết như gà. Cộng đồng Kitô giáo phải đứng lên và cùng nhau chấm dứt sự xúc phạm này. Họ nên cầm vũ khí và tự bảo vệ mình một cách hợp pháp, CIN đã nói. SBM viết, năm 2022 là một năm tồi tệ đối với hàng giáo sĩ. Không nhóm nào khác trong xã hội phải chịu đựng nhiều hơn các linh mục Công giáo, những người có thời điểm bị bắt cóc gần như hàng ngày với yêu cầu tiền chuộc trung bình là 50 triệu Nigeria cho mỗi linh mục. Mặc dù có những lo ngại khá thực sự rằng những vụ bắt cóc này là mục tiêu đàn áp đức tin Công giáo, nhưng nhu cầu tài chính trong vụ bắt cóc đã phần nào làm lu mờ những lo ngại đó. Bên cạnh vụ sát hại các linh mục Công giáo vào năm 2022, diễn biến vẫn tiếp tục trong năm mới khi những kẻ khủng bố vào ngày 15 tháng Giêng đã thiêu sống cha Isaac Achi, một linh mục ở nhà thờ Công giáo, hai thánh Vero và Phaolô Tông Đồ ở Kafin Koro, Paikoro, LGA của bang Niger. Hội đồng giám mục Nigeria chỉ ra rằng, bất kể số lượng các linh mục bị sát hại nhiều như thế, cho đến nay không một can phạm nào bị bắt, không một cuộc điều tra có ý nghĩa nào được tiến hành. Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Đức Tổng Giám mục Epiphany của Kyiv tới Roma. Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Đức Tổng Giám mục Epiphany của Kyiv và toàn Ukraine tới Roma đã bắt đầu vào hôm thứ Hai ngày 23 tháng Giêng. Với tư cách là thành viên phái đoàn của Hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo toàn Ukraine, Đức Tổng Giám mục của Chính thống Ukraine sẽ có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco và những người đứng đầu các tổ chức của giáo hội Công giáo chịu trách nhiệm về vấn đề đối thoại Kitô giáo.
Đức Tổng giám mục Evchaty của Chernivtsi, Phó trưởng ban quan hệ giáo hội đối ngoại của giáo hội Ukraine, tháp tùng Đức Tổng giám mục Kyiv trong chuyến đi của ngài. Ngoài các cuộc gặp gỡ tại Vatican, phái đoàn của giáo hội Ukraine đã tham dự buổi cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Chủ đề của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm nay là hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Được trích trong đoạn sau đây mà nhiều quan sát viên cho rằng là một ám chỉ trực tiếp đến chính thống giáo Nga vô tình hay hữu ý. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuôn viên của ta? Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương. Ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày Sa-bát, ngày đại hội. Không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạc linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta. Ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Chúa phán, hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận. Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. Hội đồng Hồi giáo Nam Sudan hoan nghênh chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hội đồng Hồi giáo Nam Sudan cho biết họ hoan nghênh chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco tới nước này vào tháng 2. Đức Thánh Cha Francisco sẽ cùng với Đức Tổng Giám mục Canterbury, Justin Welby, là người điều hành giáo hội Tô Cách Lan, Ian Greenshield Travel trong chuyến thăm đầu tiên của ngài tới thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 31 tháng Giêng, và sau đó là Nam Sudan từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2. Sheikh Ja'al Nabi Khamis Musau, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Hồi giáo Nam Sudan nói với đài phát thanh Tamaju rằng cộng đồng Hồi giáo ở nước này hoan nghênh các nhà lãnh đạo tôn giáo và hy vọng hòa bình. Ông cho biết chuyến thăm của Đức Thánh Cha tới Juba là một dấu hiệu của hòa bình và hy vọng rằng các nhóm thù địch sẽ tham gia vào tiến trình hòa bình chính trị. Sheikh Musau tuyên bố rằng Hội đồng đang làm việc với Hội đồng các giáo hội Nam Sudan để chuẩn bị đón tiếp Đức Giáo Hoàng tại sân bay quốc tế Juba. Ông nói, Tổng Thư ký của Hội đồng Hồi giáo Sheikh Abdullah Bour nằm trong phái đoàn đặc biệt sẽ tiếp đón Đức Thánh Cha Francisco. Chuyến viếng thăm Nam Sudan của Đức Thánh Cha Francisco sẽ kéo dài 2 ngày. Giáo hội Công giáo đã thông báo vào tuần trước rằng Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ 2.000 người di tản trong nước và người tị nạn từ các nước láng giềng. Trời giá buốt thinh không, đêm đông phận người lặng trong kiếp sống, trong cánh hoang vu buồn người đã đến viếng thăm cõi đời nhân thế. Vì tình yêu thương Chúa đã giáng trần mang thân phận thấp hèn, Chúa có ai người suy thấu tình ngài, có ai người yêu đời
đến thờ dại như Chúa đã yêu con. Đời con đang gì mà Chúa đã hy sinh, đang gì mà Chúa phải hiền mình và cho con hết tâm tình. Đây con dâng Ngài một bài ca mới, phút giây xưa nồng thắm ân tình, với cả lòng yêu mến tôn vinh. Xin thứ nhân tràn ngàn nỗi điêu linh, đã bao lần bạc nghĩa vô ân, biết quay về cùng Chúa tư nhân. Đêm đông cuộc đời hoang vắng mênh mông, thầm lời ru sâu lắng, ai đã đi qua cuộc đời đầy những nỗi đoạn trường, không buồn không xót, thì đây Chúa đã đến thăm thế trần, bao đau lòng hỡi người. Chúa ơi, mang phận người Chúa xót dường nào, hỡi ai đang êm ấm ngọt ngào, đành tâm lãng quên sao. Trần gian vẫn còn nặng chìm đắm cơn mê, vẫn còn nặng kiếp sống ê chề, để thân Chúa những nao nề. Đây con dâng Ngài một bài ca mới, với cả lòng yêu mến tôn vinh. Xin thứ nhân tràn ngàn nỗi điêu linh, đã bao lần bạc nghĩa vô ân, biết quay về cùng Chúa tư nhân. Trên không đêm đông trời lộng mừng reo trong gió, quang cảnh âm u đêm trường như đã biết cảm thông Chúa trời giáng thế, thì người sao hỡi nỡ tâm im lìm trong giấc nồng say đời. Chúa Chúa nhân chi cánh đọa đây, giữa những ngày nhân thế hững hờ, tình Chúa có ai hay. Tình Chúa ôi thật là tình chất cao siêu, chẳng nề vì Chúa đã yêu nhiều, dù đêm đông vắng tiêu. Một bài ca mới, phút giây xưa nồng thắm ân tình, với cả lòng yêu mến tôn vinh. Xin thương nhân tràn ngàn nỗi điêu linh, đã bao lần
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.